Hello, xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay thì cũng có bác khách bác ấy đến lấy của bên em một cục đẩy Martin M2 300. Đó. Thì trước cái bác lấy cục đẩy là A650, nhưng bây giờ bác ấy chơi loa lớn hơn và bác thích đẩy 4 kênh thì hôm nay bác ấy đổi cho bên em anh em nhé. Em có thanh lý hộ bác ấy cục đẩy là A650 này. Thì cái cục đẩy là A650 này thì bác cũng mới lấy được có mấy tháng thôi, mới lấy được có 4 tháng thôi. Đó. Mà giá trước thì là cục đẩy này nó là 4,5 triệu anh em nhé. Anh em thể thấy đây, mới kinh quang luôn. Đó. Nó vừa mới chuyển ra này, nguyên hộp này anh em thấy đây. Mới kinh quang luôn, là 650 anh em nhé. Đó, rất là đẹp. Anh em thể thấy đây. Đó. Ở đây nó chỉ có hơi một chút là xước, là chắc là do bác để đồ ở đây anh em nhé. Để vàng hơi xước một chút trên đây. Còn đâu tất cả thì nó đẹp như mới luôn. Anh em thể thấy đây. Thì bác có nói thì thanh lý hộ bác ấy cục đẩy này đó, giá rẻ thôi đó, chỉ 3,5 triệu anh em nhá. Vẫn còn nguyên bảo hành luôn, mới lấy luôn. Thanh lý hộ bác này 3,5 triệu LA650 đó, nhìn rất là chất luôn, quá đẹp anh em nhá. Con này thì như anh em thể biết là công suất của nó là 650W đó, 650W một kênh anh em nhá. Và sử dụng mạch class H, tiếng rất là sáng. Con này thì trước bác lấy của bên em, đó, có nhớ đâu đó thì bác lấy tầm cuối năm ấy. Tầm cuối năm thì đến tầm đầu năm nay thì bác ấy đổi sang cục đẩy Martin M2 300, bác ấy chơi lớn đó. Thì thanh lý của bác ấy rất giá rẻ cho anh em, chỉ có 3,5 triệu thôi. 3,5 triệu anh em nhé. Nhìn nó rất là đẹp, rất là xịn sò, vẫn còn mới luôn, vẫn nguyên tem mác này. Anh em thể thấy đây, vẫn nguyên tem mác nhá. Đó, vẫn còn nguyên tem mác luôn, anh em thấy không ạ? Đó. Rồi ok, thì bây giờ em sẽ cho ra và sẽ test chất âm để cho anh em nghe cục đẩy này anh em nhá. Đây thì em đang có hai cục đẩy anh em nhá, hai cục đẩy thanh lý. Đó. Một cục đẩy nữa là cục đẩy DK 500 Pro. Đó, giá cũng là 3,5 triệu anh em nhá. Đó, giá rẻ cho anh em. Đó, 3,5 triệu thanh lý, tất cả hàng này vẫn còn nguyên tem mác luôn. Đó, vẫn còn nguyên tem anh em nhé, hàng mới luôn, cả LA650 này cũng vậy. Thanh lý cho bác khách đây, còn DK 500 Pro đây. Đó, mới kinh con luôn, vẫn còn nguyên tem anh em nhé. Con này thì là cũng là khách đã mới lấy tháng 10 thôi. Đó, mới lấy tháng 10 thôi. Đó. Giá là chỉ có 3,5 triệu anh em nhé, đồng giá. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì cứ gọi trực tiếp, rất là hiếm khi có hàng là hàng mới anh em nhé. Đây không phải là hàng bãi đâu, đây là hàng mới anh em nhé. Hàng mới là khách là sử dụng, là khách mua sử dụng là mới chỉ được có mấy tháng thôi. Đó, vẫn còn nguyên tem bảo hành. Đó, bật công tắc lên cho anh em nghe này. Đó. Và sẽ test chất âm. Ở đây em sẽ test trực tiếp nhé, tiếp nhá. Đấy, lấy nhạc từ điện thoại đi. Đó, lấy nhạc từ điện thoại nhá. Đó, sau đó sẽ mở này. Và sẽ chơi mỗi kênh chơi một cặp loa 30 luôn để cho anh em nghe tiếng nó như thế nào nhá. Đó, anh em nghe thế nào ạ? Tiếng rất ok đúng không ạ? Chơi hẳn một cặp loa anh em nhé, mỗi kênh chơi một cặp luôn, một cặp loa 30. Đó, kênh 2 này bánh rất là căng, xoáy một cặp luôn. Đó, hai kênh này nghe thấy không? Tiếng sáng luôn đúng không ạ? Tiếng quá ok luôn. Đó, đây, tem mác vẫn còn nguyên anh em nhé. Ở đây em đang đấu nhạc này, cắm trực tiếp vào đây, đúng không ạ? Không qua thiết bị xử lý âm thanh nào hết, đúng không ạ? Và dây loa. Về anh em có thể gài cầu xoắn này anh em nhé. Đó, gài cầu xoắn này. Đó. Còn đây cục đẩy DK 500 Pro đây, vẫn mới kinh quang luôn. Đây là hai cục đẩy phải nói là mới lên tới 98% anh em nhé, mới 98%, 95-98%. Cái cục LA650 này mua mới thì nó rơi vào tầm gần 5 triệu anh em nhé, chính xác nó tầm 4,5 triệu, 4,6 triệu đó, không bao ship. Đó, 4,5 triệu, 4,6 triệu rồi đó. Và cái giá hôm nay là chỉ có 3,5 triệu thôi, mới 98%, rất là mới. Và cái cục đẩy DK 500 Pro này, vậy anh em chỉ cần gõ DK 500 Pro nó ra rất nhiều rồi. Đó. Và con này rất là mới, vẫn còn nguyên bảo hành anh em nhé, nguyên tem bảo hành. Đó, cả hai cục là nguyên tem bảo hành luôn. Đó, tem này chưa
chưa bóc ra anh em nhé, mới kinh con luôn. Đấy, cục này cũng vậy này, ok chưa? Đấy, mới mua tháng 10 luôn anh em nhé. Đó thì hai bác khách này bác cái đổi lấy cục đẩy Martin MA1003 của bên em, anh em thấy nghe này. Có nhu cầu lấy cục đẩy này, giá nhá 3,5 triệu trừ gồm phí ship anh em nhá. Đó, thanh lý của bác khách thôi. Thì bây giờ em sẽ test luôn cái cục đẩy DK500 Pro cho anh em nghe này. Em sẽ cắm dây tín hiệu vào xuống cục dưới này nhá. Để cho anh em nghe chất âm của hai cục đẩy này. Đó. Hai cục đẩy này thì công suất của nó thì nó cũng xem nhau thôi. Đó. Đều mới hết và hàng chuẩn anh em nhé. Đó. Anh em chỉ cần gõ LA650 này, hàng mới như thế nào anh em biết này, hoặc là gõ DK500 Pro ra này. Đó, mới 98% anh em nhé. Anh em lại nhìn đi, mới 98%, nó không phải là hàng ấy đâu. Đó, chẳng qua là bác khách bác vừa mới mua nhưng bác ấy dùng loa lớn, loa Fudo 40 ấy. 725 thì bác muốn đổi sang cái cục đẩy Martin MA300 chơi cho nó khỏe. Thì bây giờ em sẽ bật công tắc của cục đẩy lên. Đó, và sẽ test cho em nghe này. Đó, anh em thấy không? Đó, kênh 1 này, kênh 2 này. Ok chưa? Rồi. Rất là căng đúng không? Hai cái sản phẩm này thì là em là thanh lý hộ hai bác khách thôi anh em nhé. Bác lấy ở bên em cục đẩy Martin MA300 thì thanh lý ở bác hai cục đẩy này, anh em có thể thấy đây vẫn còn mới kinh con luôn. Đó, vẫn còn nguyên cái hộp này, vẫn còn mới anh em nhé. Đó, rất là tốt, nói chung là rất là hiếm khi có được những cục đẩy mà nó tốt như thế này. Thật ra thì em thi thoảng em hay thanh lý nhưng toàn những cục đẩy là nó cũng hơi nát nát rồi. Đó, nhưng mà đây là cục đẩy vẫn còn nguyên hộp luôn, anh em thấy nguyên hộp luôn nhá. Đó, rồi là nguyên tem. Đó, nguyên tem luôn. Nguyên tem luôn. Ok chưa? Đó, nguyên tem mác luôn, chưa động chạm gì hết. Đây, tem này. Nguyên luôn. Đó, tem này là tem này. Đấy, nguyên luôn này, anh em thấy này. Tem này tem vỡ anh em nhé. Tem vỡ chỉ cần động vào cái là nó đã vỡ rồi. Đây. Đó, rất là chất. Hai cục đẩy này thì nó chung là công suất của nó thì nó xem nhau, con này là 650W, con này nó tầm 500W anh em nhé. Đó, thì anh em về anh em thay thế những cái âm ly của chúng ta 203 đấy, hoặc 506 chúng ta nó rất là ok. Đó, và giá nó thật với anh em ấy, con này nó không khác gì mới đâu, anh em mà mua mới riêng cái cục đẩy DK500 Pro này không bao giờ dưới 5 triệu anh em nhé. Đó, cục này này anh em mà mua mới không dưới 5 triệu. Đấy, những cục đẩy lại cũng vậy. Đó. Mà đây tất cả bác khách của bên em là mới sử dụng chỉ được có mấy tháng thôi, mới sử dụng được có 4 tháng thôi, 4-5 tháng thôi. Đấy, cứ gọi cho lửa năm đi. Đó. Đó. Và giá rất là rẻ, chỉ có 3,5 triệu anh em nhé. Anh em nào mà nhanh tay thì anh em nào thích chọn LA650 thì lấy, anh em nào thích lấy DK500 Pro thì lấy. Đó. Con này thì mẫu mã đẹp này. Đó. Con DK500 Pro này mẫu mã rất là đẹp. Đó. Con LA650 thì à, nhìn nó rất là phê, tiếng rất là sáng anh em nhé. Nói chung cả hai cục đẩy này tiếng rất là sáng. Đó. Ở đây em chơi à, quốc kênh chơi cặp loa 30 luôn. Đó. Ok chưa? Rồi.
cho anh em xem luôn đằng sau nhá. Đây là linh loa này, anh em thấy linh linh không? Linh linh xe loa này luôn. Đó thì đây là hàng phải nói là rất là hiếm khi anh em nhé. Đó, rất là hiếm gặp có những cái cục đẩy này. Thì anh em nào mà đang có nhu cầu muốn mua dòng đẩy 2 kênh đấy, và chúng ta thay thế âm ly, thì đây là sự lựa chọn tốt nhất của anh em. Anh em nhanh tay gọi trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.